nan ka, nan tệ và na độ. Không biết là ba ngữ pháp này các bạn có hay bị nhầm không? Nói chung là nhầm thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ba cái ngữ pháp này được nói rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt lại có những cái cách sử dụng giống nhau nữa. Thế nên là ngày hôm nay clip này mình sẽ phân biệt cho các bạn tất tần tật về sự giống và khác nhau của ba ngữ pháp này nha. Nhớ lưu clip lại nha. Với cách sử dụng đầu tiên, khi mà nó đứng sau một danh từ nào đó và mang ý nghĩa là xem nhẹ hoặc là khiêm tốn hạ mình cái danh từ đấy á, thì chúng ta sẽ dùng được cả ba cách nói này mọi người nhé. Ví dụ như là omae nan ka kirai da, hay là omae nan te kirai da, hoặc là omae nado kirai da, đều có thể dùng được như nhau. Và cái sự khác nhau duy nhất thì đó là nan ka và nan te thì nó mang tính chất văn nói hơn, còn nado thì mang tính chất văn viết hơn mọi người nha. Với ý nghĩa số 2, khi mà dùng trong câu nó muốn đưa ra một cái lời gợi ý hoặc là một ví dụ nào đó, thì các bạn lưu ý cho mình cái cách sử dụng như sau nhé. Trước tiên với nan ka thì kể cả là đưa ra lời gợi ý hay là ví dụ đều dùng được này. Eiga nara komedi nan ka ga suki desu. À, nếu mà là phim chiếu rạp thì tôi đưa ra một cái ví dụ như là phim hài kịch tôi rất là thích. Đó, thì chúng ta dùng là nan ka. Hoặc là chuyển sang câu gợi ý là komedi nan ka dou desu ka. À, nếu mà là hài kịch, phim hài kịch thì cậu thấy sao? Thì với cái này các bạn đều dùng nan ka được nhá. Còn với nan tệ thì các bạn sẽ nhìn cho mình một chút lưu ý nha. Trước tiên đó là eiga nara komedi nan te ga suki desu. Trong câu mà đưa ra một cái ví dụ như vậy thì chúng ta không nói nha. Tuy nhiên dùng trong câu mà đưa ra lời gợi ý thì lại được mọi người ạ. Eiga nara komedi nan te dou desu ka. Còn cái cuối cùng đó là nado, các bạn dùng được cho cả hai, vừa là đưa ra ví dụ hay đưa ra lời gợi ý đều được nha. Eiga nara komedi nado ga suki desu, hoặc là eiga nara komedi nado dou desu ka. Cách sử dụng tiếp theo đó là nó sẽ đứng sau những cái lời nói hoặc là trích dẫn ở trong câu. Thì trong trường hợp này chúng ta không dùng được nan ka, còn nan tệ và nado thì dùng được. Nhưng mà cái nado thì phải nhớ thêm to ở đằng sau. Ví dụ như là musuko wa miyoshi ni naritai nan ka itte iru. Thì câu này chúng ta không có dùng nha, mà chúng ta sẽ dùng là nan tệ cho mình nha. Musuko wa miyoshi ni naritai nan te itte iru. Còn đi với nado các bạn vẫn dùng được, nhưng mà nhớ thêm to ở sau cho mình nha. Musuko wa miyoshi ni naritai nado to itte iru. Và cách dùng cuối cùng, khi mà dùng trong câu mà chúng ta muốn thể hiện cái cảm giác là bất ngờ hoặc là tán thưởng với một sự việc gì đó, thì trường hợp này các bạn chỉ dùng nan tệ cho mình thôi nha. Testo de 100 ten toru no nan ka sugoi ne. Không có nói, mà chúng ta sẽ thay bằng là nan tệ. Testo de 100 ten toru nan te sugoi ne. Ôi giời ơi, được tận 100 điểm trong bài thi à, thật là giỏi quá nhở. Và trường hợp này chúng ta cũng không dùng nado mọi người nhá. Testo de 100 ten toru nado sugoi ne. Không có nói. Ok, đó là 4 cách sử dụng với việc phân biệt là những cái nào có thể dùng trùng với nhau hoặc là những cái nào mà không dùng được cho nhau. Và những cái lưu ý nhỏ thì các bạn có thể xem lại cho mình trong cái bảng tổng hợp này. Và đây là một cái phần phân biệt mà mình rất là tâm huyết. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy có ích với những nội dung mà mình chia sẻ trong clip ngày hôm nay nhá. Nhớ like và share clip giúp mình nhá. Bye bye mọi người.